cháu đau lắm ông ạ. Tim cháu như muốn vỡ ra. Trong cái rủi cũng có cái may cháu ạ. Thật may là cháu còn biết con người thật của anh ta, không lại bị lừa đấy. Nhưng mà cháu có phải là ngu ngơ không biết gì đâu. Ai có... tốt với cháu, xấu với cháu, cháu biết mà. Cháu tin anh Khế không phải là người tệ bạc đâu. Cháu nói không phải khoe chứ, giác quan thứ sáu của cháu là đỉnh luôn. Tốt xấu với cháu cháu biết hết. Ông bảo là làm sao mà người ta có thể giả vờ quan tâm, giả vờ tốt với mình bao nhiêu lâu như thế. Cháu với anh ấy còn định về ra mắt ông, thì xin phép ông cho chúng cháu chính thức để tìm hiểu nhau cơ mà. Bố, con đến đây à? Thôi chị ạ, bận tâm làm gì cho khổ thân mình ra. Để em gọi điện cho anh ta hỏi rõ ngọn ngành xem thế nào. Ừ, con gọi thử xem. Sao con? Hình như chặn số con hay sao? Chặn số rồi. Chị Xoài, giờ chuyện tình cảm nó vậy biết làm thế nào. Mình vẫn cứ phải mạnh mẽ lên mà sống chứ. Con làm sao đâu. Tôi biết rồi. Không có tiền mới chết, không có tình yêu còn lo mới chết được. Đúng rồi. Nhưng đây là mối tình đầu đấy, bao nhiêu xúc cảm ra trào nữa ở trong ngày này. Như thế, tình đầu là tình gian dối ông nhờ. Như thế, thì không phải là ta thuộc về nhau nữa rồi. Thì bây giờ chuyện nó thế rồi biết làm thế nào. Cứ coi như lần này mình bị phản bội đi. Em cho chị khóc hết ngày hôm nay thôi nhá. Đàn ông đời này á, thiếu gì. Chỉ có người á tốt bụng với cả chân thật như Xoài á, không có rồi. Đúng quá luôn, chuẩn không cần chỉnh. Em trông cậy cả vào chị đấy. Thôi không khóc nữa, bây giờ dậy lo cơm nước cho em nhá. Em chạy ù ra chợ mua ít thức ăn. Bố ơi. Gì con? Mai con tính đi thuê cửa hàng luôn, nên tạm thời đồ đạc của con bố cho con để nhờ ở đây nhá. Có chuyện gì à? Hay là về việc của tôi nên cô Thuận lại gây khó khăn cho cô? Không phải đâu, em cũng muốn tìm cửa hàng luôn. Em muốn ổn định sớm để còn bán hàng nữa, rồi còn sắp xếp công việc nhà cửa. Còn muốn đi thuê cửa hàng hay làm ở đây cũng được, bố đều ủng hộ. Chỉ có điều con với cái Thuận, nếu có điều gì vướng mắc, là chị dâu em chồng nên chín bỏ làm 10 con ạ. Ông ơi, nói thì dễ thế chứ thực hiện nó khó lắm với ông ạ. Cổ Thuận của cô ấy. Thôi, vào cơm nước cho em đi. Con chạy ù ra chợ tí ạ. Ừ, con đi đi. Thôi, đừng có tỏ ra hiểu biết mẹ chồng như thế. Lúc nào cũng tỏ ra khéo léo hiểu biết, chỉ có những người dưng mới phải diễn sâu thế thôi. Chị cũng chỉ là con dâu thôi, các con đẻ của mẹ còn sờ sờ ra đấy, không khiến chị phải lo. Mẹ ơi, mẹ mua thịt xiên cho con nhá.
tí ra chợ mẹ mua cho. Con đi vào tranh thủ học bài đi. Mẹ làm sao đấy ạ? Không, mẹ không sao. Vâng ạ. Mẹ ăn cháo đi cho nóng ạ. Con mua cháo hạt sen bồ câu ngon lắm. Ôi trời ơi, cho mẹ ăn nhiều thế này, ăn làm sao hết. Vào bảo cái Phương ra đây ăn cùng với bà. Dạ vâng ạ. Alo, chị nghe đây. Tiền gì nhở? Sao chị không nhớ? Bà này, não cá vàng quá. Hôm họ chuẩn bị triển lãm, em có vay của chị 3 triệu. Chị giúp vì lấy 3 triệu rồi để trong phong bì đưa em luôn còn gì. Ồ, thế hóa ra là chị cho em vay à? Thế mà chị cứ nghĩ là chị bị mất tiền cơ. Đầu óc chán thế không biết. Cứ hàng ngày lo cơm áo gạo tiền như chúng em thì chả lọt đâu nghìn nào. Chị nhắn tài khoản luôn đi, em chuyển luôn. Ừ. Mẹ ơi, mẹ có nhớ con bảo là con bị mất tiền ở đây không? Hóa ra là con cho đồng nghiệp vay. Thế mà con cứ nghi ngờ chị xoài. Mai chị xoài sang đây làm, con gặp, xin lỗi người ta một câu. Dù người ta có là người giúp việc, thì khi mình sai phải biết nhận lỗi. Vâng ạ. Ôi, chuyện này để sau. Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ. Ăn cho nó nóng, nguội mất ngon. Này, dạ. Anh đi về ngay nhà ông bà ngoại mà ăn cơm với mẹ con cái Linh nhá. Chứ anh ngồi canh mẹ như thế này, mẹ thấy áp lực lắm. Nhưng mà mẹ cũng phải ăn cháo đi đã. Không nhưng gì hết. Đi về lo công việc đi, mai còn đi làm sớm. Đúng rồi đấy bố ạ. Còn là con ở bên này với bà mà. Rồi bố sẽ về. Nhưng mà bố phải ngồi chờ bà ăn xong bát cháo đó. Trang, con vào gọi em ra ăn cơm cho cô nhá. Dạ vâng. Con gọi điện cho Khang, bảo về đây ăn cơm đi. Ôi giời, con đang sốt hết cả ruột đây này. Gọi từ chiều đến giờ có được đâu ạ. Mà họp hành giờ nãy là xong rồi chứ nhỉ. Đây đây. Phương khóa cửa bên trong ạ. Phương gọi mãi chứ không được. Cứ không nhắc nhở một cái là lại chảnh mảng ngay. Ngủ trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi còn gì. Con vào lấy cái chìa khóa mà để trên nóc tủ ấy. Mở cửa gọi em ra ăn đi. Vâng ạ. Hay là cho nó ngủ thêm đi. Cô ép nó học nhiều quá thì nó thiếu ngủ. Cái tuổi này tính nết nó ẩm ương lắm. Em á cứ phải kèm cặp từng ly từng tí. Từ học hành cho đến ăn uống thì mới yên tâm.